Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 4 tháng 1, chúng tôi tiếp tục dòng đề tài tìm hiểu với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Như chúng tôi đã từng đề cập từ các bản tin trước, hiện nay để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông, chúng ta đã xây dựng nhiều lực lượng đứng bên cạnh hải quân, chia sẻ các nhiệm vụ, ví dụ như cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tới tìm hiểu một lực lượng rất mới, thậm chí mới hơn nhiều so với kiểm ngư. Tuy nhiên, định hướng trong tương lai gần, đây sẽ là lực lượng được đầu tư hiện đại nhằm đấu tranh với âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, đó chính là dân quân biển. Lực lượng này có tên gọi đầy đủ là Dân quân tự vệ biển, là một bộ phận của Dân quân tự vệ Việt Nam. Từ trước năm 2009, chưa hề có một khái niệm chính thức nào về dân quân biển, mà chỉ tồn tại các đơn vị dân quân hoạt động tại các tỉnh ven biển, không có sự phân biệt cụ thể, rõ ràng nội dung và nhiệm vụ. Tuy nhiên, kể từ năm 2010 đến nay, sau khi luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2009 có hiệu lực, đã có hai mô hình tổ chức mới được đưa ra làm thử nghiệm, trong đó có mô hình dân quân biển. Kể từ đây, khái niệm dân quân biển Việt Nam chính thức hình thành. Sau 10 năm hoạt động, nhận thấy tổ chức và biên chế hiện nay của dân quân biển còn khá nhỏ và thiếu thốn nhiều mặt. Luật dân quân tự vệ năm 2019 tiếp tục bổ sung các điều khoản để tập trung phát triển dân quân biển Việt Nam. Theo khoản 2 điều 15 luật dân quân tự vệ năm 2019, các cấp xã ven biển, đảo sẽ được tổ chức biên chế trung đội dân quân cơ động và tiểu đội hoặc trung đội dân quân biển. Các đơn vị dân quân biển này xuất thân từ những ngư dân bình thường sẽ được các cấp có thẩm quyền huấn luyện, vũ trang và trợ cấp để tham gia vào các đơn vị dân quân. Trước đây, dân quân biển chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra hải cảng, âu tàu, thuyền, giữ gìn an ninh trật tự ven biển, chống buôn lậu và tội phạm ven biển. Ngoài ra, dân quân biển còn thực hiện phòng thủ và hỗ trợ phòng thủ trong các trường hợp địch thực hiện xâm lược bằng cách thâm nhập hoặc đổ bộ đường biển. Tuy nhiên, theo nghị định mới, lực lượng dân quân biển sẽ được đóng mới nhiều loạt tàu vỏ thép trọng tải lớn, có sức bám biển dài ngày, vừa đánh bắt vừa giúp đỡ và hỗ trợ ngư dân trong các chuyến đánh bắt. Trong điều kiện lý tưởng, mỗi một xã ven biển sẽ có từ 1 đến 2 trung đội dân quân biển. Mỗi trung đội có từ 27 đến 30 người. Mỗi trung đội được chia nhỏ thành các tiểu đội, phân cấp tương tự như trung đội bộ đội, với mỗi tiểu đội biên chế từ 9 đến 10 người. Mỗi tiểu đội sẽ được sở hữu một tàu cá hoặc một tiểu đội chia nhỏ thành các đội nhỏ hơn từ 3 đến 4 người để phân chia cùng hoạt động trên nhiều tàu cá khác nhau. Thực ra, tổ chức và trang bị của dân quân biển có nét giống với lực lượng tàu cá vũ trang của quân chủng hải quân. Đó là các tàu cá của Hải đoàn 128 đoàn Vạn Hoa và Hải đoàn 129 đoàn Trường Sa trực thuộc quân chủng hải quân. Trong đó, Hải đoàn 128 được thành lập từ năm 1971 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với nhiệm vụ là tăng gia sản xuất và tổ chức các chuyến vận tải vũ trang chi viện cho các lực lượng ở chiến trường miền Nam. Sau giải phóng, nhận thấy tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, đoàn Vạn Hoa vẫn duy trì với nhiệm vụ hoạt động như các tàu chấp pháp, thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền, xua đuổi các tàu dân sự và bán quân sự nước ngoài, trinh sát nhanh từ sớm từ xa tình hình trên biển, báo cáo cấp trên. Đơn vị này thường xuyên tổ chức các đoàn tàu đánh cá vỏ thép bao gồm các tàu lớp TK-1482AB, tàu TK-1411, tàu C-10, tàu C-11 và C-12. Do đó, đôi khi đội tàu cá hải quân còn bị nhầm lẫn là dân quân biển, nhưng thực ra là tàu của đơn vị kinh tế quốc phòng. Vậy tại sao đã có tàu cá vũ trang của hải quân lại phải tổ chức thêm tàu dân quân biển? Như vậy có chồng chéo nhiệm vụ hay không? Thực ra, đây là một phương án của ta nhằm đối phó với âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp dân sự và bán quân sự trên biển. Bởi tàu cá Vạn Hoa vẫn là lực lượng thuộc quân sự, việc có yếu tố quân sự can thiệp rất dễ tạo cớ cho nước ngoài lưu loa rằng Việt Nam quân sự hóa tình hình tranh chấp, qua đó giúp đối phương có điều kiện triển khai hải quân diện rộng với lý do tự vệ và bảo vệ các tàu dân sự. Đây chính là chiêu bài mà Trung Quốc thường xuyên thực hiện, giống với việc chúng lợi dụng việc Philippines triển khai tàu chiến để chiếm luôn bãi cạn Scarborough vào năm 2012. Điểm qua lại sự kiện này cho bạn nào chưa biết. Tháng 4 năm 2012, máy bay hải quân Philippines phát hiện 8 tàu cá Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough. Bãi cạn này được Manila tuyên bố chủ quyền từ năm 1946. Nó nằm cách vịnh Subic 198 km, đảo Luzon 220 km về phía tây. Rất nhanh chóng, hải quân Philippines đã cử chiến hạm tiếp cận và bắt giữ các tàu cá Trung Quốc. Khi đó, rất nhiều người đã hoan hỉ cho rằng Philippines làm thế là đúng, làm quyết liệt hơn Việt Nam. Rồi thì Việt Nam sợ Trung Quốc nên không dám điều tàu chiến. Điều này cho tới nay, nhiều người vẫn lầm tưởng và câu chuyện này tôi đã nói nhiều lần. Thực ra, việc Philippines đưa tàu chiến ra bãi cạn Scarborough là trúng kế của Trung Quốc, tạo điều kiện cho Bắc Kinh giả bộ làm kẻ yếu trên trường quốc tế. Tới lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Theo giới phân tích sau này, sai lầm của Philippines bắt nguồn từ việc
Máy bay trinh sát của họ nhìn thấy tàu cá, nhưng lại không thấy đội hình bảo kê hùng hậu theo sau. Đó là lực lượng hải giám Trung Quốc. Hoặc có thể họ thấy nhưng bỏ qua, vì họ không hề nắm được âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc. Nói qua một chút, hải giám thành lập vào năm 1998 là cơ quan có nhiệm vụ tuần tra quản lý hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc. Nó từng là công cụ để thực hiện các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Năm 2013, cơ quan này được hợp nhất với hải cảnh Trung Quốc. Trở lại với cuộc đối đầu ở Scarborough, phát hiện tàu chiến của Hải quân Philippines, Trung Quốc ngay lập tức lưu loa rằng Philippines cố tình quân sự hóa các hoạt động tranh chấp dân sự. Sau đó, họ dàn đội hình tàu hải giám bao vây tàu chiến Philippines đang bắt tàu cá Trung Quốc. Đồng thời, thực hiện một nước đi táo bạo, đó là cho các tàu hải giám dựng một hàng rào bằng dây thừng xung quanh bãi cạn Scarborough và nhốt các tàu Philippines bên trong. Đến lúc này, Manila mới hiểu ra thì đã quá muộn. Tình hình chuyển hướng bất lợi cho họ. Vâng, cái giá của ngây thơ và vội đem tàu chiến là thế đấy. Thế mà bao năm, nhiều người cứ ngoạc mồm đòi hải quân Việt Nam phải đưa quân ra chặn tàu cá, tàu hải cảnh Trung Quốc đấy. Vâng, chặn đi, chặn xong mất cả chi lẫn chài. À, ai đó có thể lại nói rằng, ta có thể nhờ Mỹ. Vâng, nhờ Mỹ xong còn chết nữa nhé. Trong cuộc tranh chấp tại bãi cạn Scarborough, với tư cách là đồng minh thân cận của Manila, Mỹ là bên thứ ba được mời ra làm trung gian hòa giải, nhằm chấm dứt cuộc đối đầu căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc suốt 10 tuần. Cuối cùng, như ai cũng biết, thì với tài đàm phán và ngoại giao tài tình của mình, Mỹ đã cấm luôn bãi cạn Scarborough của đồng minh Philippines cho Trung Quốc. Theo đó, qua sự trung gian của Mỹ, đầu tháng 6, Bắc Kinh và Manila tuyên bố đạt được thỏa thuận rút các tàu khỏi vùng tranh chấp. Ngây thơ cho rằng, Trung Quốc sẽ tuân thủ các điều khoản. Manila đã rút toàn bộ lực lượng khỏi bãi cạn mà mình tuyên bố chủ quyền từ năm 1946 tới nay. Ai dè, Trung Quốc thay vì rút thì vẫn để lại đội tàu hiện diện tại Scarborough. Bất chấp sự phản đối của Philippines, bất chấp việc Manila đâm đơn kiện, tàu Trung Quốc vẫn bao vây quanh bãi cạn này. Và vài tháng sau, họ đã biến bãi cạn Scarborough thành của riêng. Về phía Mỹ, tất cả chỉ là những tuyên bố yếu ớt, thậm chí còn không điều tàu chiến. Vâng, thế mà giờ không ít người cứ ngây thơ rằng Mỹ sẽ bảo vệ Việt Nam, đối phó Trung Quốc ở Biển Đông đấy. Đồng minh thân cận còn không bảo vệ được, thì một quốc gia vốn không là đồng minh quân sự lại kêu đi bảo vệ. Nghe nó có ngược đời không ạ? Nếu ai đó có nói rằng đây là nói xạo, thì mời các bạn tìm hiểu về sự kiện này trên Google. 8 năm rồi, mọi thứ đều được công khai. Thực ra chiêu bài tàu cá ngư dân đi trước, hải cảnh theo sau đã áp dụng từ rất lâu. Nhưng xem ra chỉ có Việt Nam nhìn thấu âm mưu này, trong khi các quốc gia Đông Nam Á hầu như vẫn còn ngây thơ, thích dựa dẫm. Do đó, đối sách xây dựng các lực lượng dân sự, bán quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền là bước đi cực kỳ hợp lý. Mà đối với Việt Nam hiện nay, bên cạnh lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đối đầu hải cảnh, thì dùng tàu dân quân biển thay thế cho tàu cá hải quân là một bước đi sáng suốt và đúng đắn của Việt Nam. Điều này giúp chúng ta có thể tối đa dân sự và bán quân sự hóa lực lượng tuyến đầu, đối phó với các thế lực thù địch trên Biển Đông. Mà nhất là Trung Quốc, một đối thủ lắm mưu nhiều kế, chỉ chờ những sự sơ hở của người khác để lợi dụng. Về xây dựng lực lượng, trang bị hiện nay, nhiều nhà máy đóng tàu trên toàn quốc đã và đang đóng mới hàng loạt tàu đánh cá vỏ thép dành cho dân quân biển. Đây là các tàu cá có công suất cao, lượng giãn nước lớn hơn rất nhiều so với tàu cá truyền thống của ngư dân. Các tàu có khả năng bám biển dài ngày và đi biển xa, dự trữ hành trình tốt, được trang bị các loại phương tiện đánh bắt vô cùng hiện đại. Theo các hình ảnh trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, một trong các loại tàu cá chủ lực của dân quân biển sẽ là mẫu TK-1482, tương tự tàu cá của Hải quân. Tuy nhiên, phiên bản của dân quân biển sẽ được cải tiến nhằm hỗ trợ cho nhiệm vụ chấp pháp. Cụ thể, tàu được gia cố thêm các gờ nổi, kiểu con lươn ở mũi và thân tàu. Kiểu thiết kế này tạo ra một tấm áo giáp bảo vệ tàu trước các vụ đâm húc. Tàu TK-1482 có lượng giãn nước hơn 400 tấn, dài 40m và trang bị từ 1 đến 3 máy tùy phiên bản, được đóng với số lượng vô cùng lớn. Ước tính, đã có hơn 100 tàu lớp này đã được biên chế cho cả hải quân, kiểm ngư và cảnh sát biển. Có thể đánh giá, đây là một khung thân đa năng và dễ chế tạo, có thể đáp ứng nhiều nhiệm vụ đặc thù của nhiều lực lượng khác nhau. Ngoài ra, theo các hình ảnh công bố của các nhà máy đóng tàu, thì ta cũng đang đóng cho tàu lớn hơn cho dân quân biển, cho phép có thể đi biển xa, bám biển dài ngày. Về đối thủ của chúng ta, ngoài hải cảnh Trung Quốc, một lực lượng rất nguy hiểm, hung hãn và dân quân biển Việt Nam phải đối đầu, đó chính là dân quân biển Trung Quốc. Dân quân là một trong ba lực lượng vũ trang của Trung Quốc, bên cạnh quân giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, nó không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, mà độc lập với quân đội, chỉ hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của chính quyền. Dân quân biển là một bộ phận của dân quân Trung Quốc, được thành lập tại các địa phương ven biển.
dù cho sự tồn tại của lực lượng này không phải bí mật. Tuy nhiên, Bắc Kinh thường xuyên né tránh nhắc đến, cũng như không đề cao vai trò của lực lượng này. Dẫu vậy, dân quân biển chính là mũi nhọn trong chiến thuật vùng xám vô cùng nguy hiểm và thâm độc của Trung Quốc. Để có thể dễ dàng hình dung và nhận biết, ta có thể phân chia các lực lượng vũ trang trên biển của Trung Quốc thành 3 loại, với 3 màu sắc thân tàu, đó là thân xám, thân trắng và thân xanh. Thân xám chính là các tàu hải quân với màu sơn xám đặc trưng, nhưng trong các hoạt động tranh chấp thì Bắc Kinh rất hạn chế, hay phải nói là rất ít khi huy động lực lượng này. Thay vào đó, thân trắng có nghĩa là các tàu chấp pháp như hải cảnh, hải giám, ủy ban an toàn hàng hải. Cuối cùng, thân xanh là các tàu dân quân biển, lực lượng thường xuyên hăng hái gây hấn, bắt nạt, tạo vùng xung đột trên biển với các nước xung quanh. Sự táo tợn và hung hăng của dân quân biển Trung Quốc khiến cho các nước sở tại vô cùng lúng túng trong việc đối phó. Theo ước tính của các nhà quan sát phương Tây, dân quân biển Trung Quốc hiện đang sở hữu hơn 300 tàu cá vỏ thép. Dù vậy, đây là một con số vô cùng khiêm tốn, trên thực tế số tàu của lực lượng này có thể lớn hơn rất nhiều. Chúng hoạt động trải khắp từ biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Đông, cực kỳ đông đảo và hung hãn. Thậm chí, chúng còn liều lĩnh trong hành động và thường xuyên có các hành động táo tợn và coi thường luật pháp quốc tế. Ngoài ra, chúng thường đi theo biên đội nhiều chiếc, khi bị lực lượng chấp pháp nước khác phát hiện và truy bắt thì liên tục chống trả quyết liệt. Điển hình như vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc khi bị truy đuổi vào năm 2016, hay húc thẳng vào tàu tuần duyên Đài Loan hồi tháng 3 năm 2020. Cá biệt, có trường hợp tàu cá Trung Quốc đã đâm thủng cả khu trục hạm của Nhật Bản trong đêm ngày 30 tháng 3 năm 2020. Hiện nay, dân quân biển của Trung Quốc đóng vai trò là trung tâm trong việc thúc đẩy các yêu sách chủ quyền và lập trường phi lý trên biển của quốc gia này thông qua những hành động vũ lực. Các tàu dân quân biển của Trung Quốc thường xuyên có mặt với số lượng đông đảo, nằm quanh các thực thể địa lý mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, các tàu hải cảnh thường túc trực ở vòng trong cùng của thực thể, vòng ngoài là các tàu dân quân biển trên danh nghĩa là đang đánh bắt, nhưng thực tế là bảo vệ và xua đuổi tàu thuyền của nước khác có ý định tiếp cận hoặc xuất hiện gần đảo của Trung Quốc chiếm đóng. Đây là hành động nguy hiểm, dần dần sẽ khiến cho người ta mặc định rằng đây là những đảo của chúng chứ không phải là đảo chiếm đóng trái phép. Từ những năm đầu năm 2010, tàu đánh cá vũ trang cùng với sự bảo kê của tàu hải cảnh Trung Quốc đã thường xuyên ngăn cản, quấy rối các tàu khảo sát của Việt Nam đang thực hiện khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Điển hình như sự việc tàu thăm dò Bình Minh 02 bị cắt cáp thăm dò vào năm 2012, rồi tàu thăm dò Viking 2 bị tiếp cận và uy hiếp liên tục vào năm 2011. Dù cho ta bố trí đội tàu cá vũ trang Vạn Hoa hộ tống, nhưng các hành động của chúng đã làm mất an toàn và an ninh hàng hải nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của thành viên thủy thủ đoàn và tàu khảo sát. Năm 2014, trong sự kiện hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, bên cạnh hải cảnh, hải giám, các đơn vị tàu dân quân biển của Trung Quốc cũng hoạt động tích cực bằng việc hỗ trợ và truy cản vòng ngoài. Trong khi hải giám và hải cảnh Trung Quốc đối phó với kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, thì tàu dân quân biển của Trung Quốc cũng được phân chia đối phó với các đội tàu cá của ngư dân Việt Nam. Phải nói rằng, Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị rất kỹ càng và chuyên nghiệp, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng để đối phó với ta qua từng cấp khác nhau. Sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, phía ta đã rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm lớn. Qua đó, ta đã có hướng đi đúng đắn để phát triển đường lối đấu tranh trên biển kiểu mới. Vậy sau khi nghe xong sơ lược về hoạt động của dân quân biển Trung Quốc, các bạn có nhận thấy điều gì đặc biệt không? Thực ra, thành thực mà nói, Việt Nam đang xây dựng một lực lượng dân quân biển với cấu tạo, biên chế và chức năng trên lý thuyết là khá giống với Trung Quốc. Ông cha ta có câu, lấy độc trị độc. Vì vậy, ta sẽ sử dụng chính cái độc của Trung Quốc để trị Trung Quốc. Họ thành lập dân quân biển để đi dân sự hóa những vấn đề tranh chấp và bắt nạt tàu dân sự của nước khác, thì ta cũng xây dựng dân quân biển để đi đối phó lại với chính dân quân biển của họ. Đây có thể gọi là chiêu gậy ông đập lưng ông, thể hiện nước đi vô cùng cao tay và có tính toán chiến lược của các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo của Việt Nam. Bởi lẽ, sử dụng mô hình tương tự của Trung Quốc, nên dân quân biển của ta với họ cũng sẽ có những nét giống nhau. Do đó, tìm hiểu về dân quân biển Trung Quốc cũng chính là đang tìm hiểu thêm về dân quân biển của mình. Đương nhiên, Việt Nam không có tham vọng bành trướng và mở rộng lãnh hải với các hành động cơ bắp và ngang ngược như Trung Quốc, mà ta đang chỉ muốn bảo vệ tốt, toàn vẹn lãnh hải và chủ quyền tổ quốc trên biển. Do đó, chắc chắn sẽ không có các hành động hung hăng và hống hách như người hàng xóm xấu bụng kia với các tàu thuyền dân sự nước ngoài. Thay vào đó, dân quân biển Việt Nam sẽ vừa đánh bắt, tăng gia sản xuất, nhưng cũng vừa phối hợp với các lực lượng như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, tạo thành một thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, một mạng lưới chặt chẽ, bao trùm, liên hợp và rộng khắp. Trong tương lai gần, khi các tàu đánh cá vỏ thép đang đóng mới tại nhiều nhà máy trên cả nước hoàn thành, cùng với đó là quá trình huấn luyện và vũ trang cho các lực lượng dân quân biển được hoàn tất, khi đó, Việt Nam sẽ có một đơn vị thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền trên biển kiểu mới, một mô hình hay và có ý nghĩa quan trọng trong đối phó với các thế lực đang nhăm nhe vùng biển của ta.
Phải nói rõ ràng rằng, các thế lực ở đây không chỉ có Trung Quốc, mà còn là Malaysia, Indonesia, Philippines. Nhưng tất nhiên, đối thủ trực tiếp với Việt Nam vẫn là Trung Quốc. Bởi lẽ, qua lịch sử đối đầu trên biển trong suốt những năm cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21, Việt Nam hơn ai hết là người hiểu rõ nhất tâm địa và những chiêu bài nguy hiểm, thâm độc của giới cầm quyền Bắc Kinh nhằm thâu tóm và kiểm soát Biển Đông. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã đủ khả năng để vươn tới ảnh hưởng và duy trì sự hiện diện ở vùng cực nam của Biển Đông. Điển hình là vụ họ gây rối tại biển Bắc Natuna của Indonesia khiến ta phải đưa ra các định hướng mới và hành động quyết liệt hơn. Có thể nói rằng, cuộc chơi chính trên Biển Đông là cuộc chơi giữa Việt Nam với Trung Quốc. Dù cho hải quân Việt Nam chưa thể so được với hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc, tuy nhiên, về hải cảnh, hải giám và dân quân biển, thì kiểm ngư, cảnh sát biển và dân quân biển Việt Nam là những đối thủ ngang tài cân sức. Trong khi đó, những quốc gia xung quanh như Indonesia, Malaysia hay Philippines chỉ là ngồi chiêu dưới, chưa đủ sức để có thể định hình cuộc chơi như hai ông lớn nằm ở bờ Tây của Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Đừng quên like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.